Ngày 12 tháng 4, một lãnh đạo phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, PC06, công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã nắm thông tin về video xuất hiện trên mạng cho rằng một công an thuộc phòng PC06 liên quan vụ xô xát vì mâu thuẫn chuyện đậu xe ô tô. Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện một video ghi lại cảnh xô xát của một nhóm người gồm cả nam và nữ, trong đó có một người đàn ông được cho là đang công tác tại phòng PC06. Trong video, người đàn ông này có dơ tay đánh vào một người đàn ông, sau đó giữ tay khống chế một người phụ nữ khác. Theo trình bày của bà NT trên trang Facebook cá nhân, sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 11 tháng 4 trên đường An Thạnh 14, phường An Thạnh, thành phố Thuận An. Bà T cho biết khi bà đi xe về nhà mẹ ruột thì thấy trong con hẻm có hai ô tô đậu chiếm lối đi. Nhưng khi được nhắc nhở thì nhóm người chủ xe xảy ra xô xát với vợ chồng bà T. Theo lời bà T, một người đàn ông trong nhóm chủ xe còn nói, mày ngon thì cứ gọi công an lên đi, tao công an nè. Theo lãnh đạo phòng PC06, công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện đang họp, xác minh sự việc và sẽ có thông tin chính thức sau. Trong đó, công an sẽ xác minh danh tính của người được cho là cán bộ công an, cũng như bối cảnh của sự việc.